Bùi Hiếu Toàn 2504 Nguyễn Công Toàn 2505 đoạn đề gì vậy? Thế Toàn em lấy ba bài thơ lên hết 2506 Tuyên Kiều Thu Trang em xui làm xỉu 2505 em rung luôn á. Vừa vui vừa rung. Tại thi xong là mình ra khỏi cấp 3 rồi. Em thì thi gì em cũng thấy rung á, cả thi học kỳ bình thường em cũng rung nữa. Trước khi đi thi thì mọi người hay coi em đi đem bơ bình thường lên trên thi biết mình có coi em đi. Không em không dám coi, Sao vậy? Thôi nó hên xui mà em không tin vào những điều đó. Em xin lỗi đen nói trước camera em xin lỗi đen nhưng mà thật sự đó là như vậy. Em không thể nào đánh tráo 12 năm đèn sách của mình vì một MV của anh được. Nhưng mà vậy là có co rồi đúng không? Nhưng mà nó spam, không phải co nhưng mà nó spam trên Facebook mà. Ai cũng đăng hết á. Vậy hả? Sao mỗi người đáng một bài luôn. Trong đời đó là có 3 4 bài trước kia thì mình còn đoán bao gì không? Có học được bao gì không? Em nói rồi, 12 năm đèn sách của em không thể nào mà thay đổi bằng một cái MV được. Còn em thì sao? Em tụ hết, em học hết. Em không dám tụ. Không hẳn là học hết nhưng mà gọi là học sương sương hết, còn một số bài như việc bắt đất nước sống này nọ thì là em học kỹ hơn. Chứ em không dám học tủ, em... Mọi người tụ bài đất nước gì vậy? Dạ, dễ có. Cũng mong là... đất nước Nguyễn Hoa Điềm sẽ soi sáng tụi em. Nói như mọi người đã từng nghĩ. Tụi em thế hệ thanh niên trẻ yêu nước như Hoa Điềm. Đầu cuối của em đi là cái màn nó quay tật. Thôi. Tại đó là đi lên đó mọi người. Đừng có nghĩ nó đi xuống hoặc là đi luôn nha. Không sao. Cái môn mình sợ môn gì nha? Vàng. Vàng. Trời ơi. Mà lại đi theo hướng khoa học tự nhiên thế thôi. Vâng. Dạ xã hội nhưng mà vẫn sợ văn nhất anh ơi. Ủa hả? Tao xã hội. Đúng rồi. Tao cũng xã hội mà. Em cũng mong là vậy. Yeah. Em mong. Dạ. Dạ. Em cảm ơn anh. Dạ. Hai em chuẩn bị thi ra sao rồi? Dạ, tốt rồi anh. Thành nó sợ, lo sợ rồi anh. Nó sợ hả? Ờ. Trước khi đi thi văn này, các bạn học sinh hay chia sẻ cái em đi một bài của em vào với điều này cái bài thi á, có coi em đi không? Rồi có anh. Thì mình điều này như thế nào? Quá mong luôn, quá là nhiều bài trong đó luôn. Mình có học tủ hay gì? Học tủ à, không học tủ em học hết rồi. Hết rồi. Chứng minh nhân dân tất cả các vật dụng còn lại ba lô túi sách bóp dạ dạ gì anh các bạn để bên ngoài phòng thi dạ tụi em đã sẵn sàng cho cuộc thi và để bên ngoài phòng thi cô nhắc lại tất cả các thí sinh nào cùng vào phòng thi mang vào dạ có anh miễn là được ra văn bản là được anh ra văn bản là em đi lấy chồng á thể dự thi ủa thiệt mà ra văn bản là đi lấy chồng đó. Dạ. Còn em? Dạ, em cũng có coi. Cũng có coi thì dự đoán bao nhiêu? Dạ, em dự đoán đợt này chắc sẽ có những cái bài liên quan đến dịch Covid. Có thể là những bài liên quan đến cho công việc của các chú bác sĩ lao động. Hoặc là có thể là chủ đề yêu nước. Thì chắc là sẽ là bài Việt Bắc. Đất nước cũng là yêu nước. Dạ, đất nước thì nó lại rộng quá. Đất nước đi. Mà là học tù đất nước đúng không? Dạ đúng rồi anh. Có xong em đi đem bao được có tự tin đem tin vào cái dự đoán của đem bao không? Dạ đem bao thì đoán ra Việt Bắc. À không, đem bao là đoán ra sông Đà. Cho nên là tụi em cũng khá là hoang mang. Ủa đâu có Việt Bắc nữa mà. Sông Đà, trong lời bài hát là sông Đà. Thì tụi em cũng hoang mang. Vậy là có thông tin về đem bao đúng không? Dạ, em thấy bao cái nhiều tác phẩm quá. Rồi, trong tất cả môn thi sợ môn gì nhất? Trong tất cả các môn thi chắc là em sợ môn văn với môn toán nhất. Sao ạ? Dạ, tại vì đây là hai môn quan trọng nhất và cũng là hai môn khó nhất trong suốt năm học 12 năm. Các thầy cô giám thị coi thi. Dạ, em sợ môn sử, môn anh với lại môn văn, toán mà anh, thôi em sợ hết luôn á. Trong các phòng thi, các thầy cô giám thị bật tất cả các TV màu đen.
ở ngay cửa bước vào. Chuẩn bị tinh thần phòng thi ra sao ạ? Dạ rất là thoải mái đi thi. Còn em? Dạ em cũng thoải mái khi rất là đi thi. Trước khi đi thi là các em có MV em vào một vì dự đoán đề thi. Dạ có. Dạ, có. Coi xong MV rồi dự đoán như thế nào? Dạ. Em học theo Việt Bắc với đất nước. Đất nước. Em cũng vậy. Rồi trong MV của em luôn là còn khái như là thậm chí là nhắc đến là ai đã ai đã chơi đọc xong ớt người lấy đọc xong bài đúng không? Dạ đúng rồi. Thì mình thấy sao? Dạ em thấy anh hát né cái vũ đề ra nên là em né cái bài luôn. Dạ nhắc đến là né liền đúng không? Không để anh kêu là không có gặp nên là anh né luôn. Vậy hả? Rồi hai bạn có sợ môn văn không? Dạ anh xui. Dạ em sợ nhưng mà em không có xét môn văn nên là không có lo. Dạ, yeah. Ok, chúc các bạn thi tốt ha. Dạ, em cảm ơn anh. Em nghĩ là đất nước. Dạ. Còn em dù chú tao miền Bắc, miền Bắc anh này. Miền Bắc. Dạ. Con đem bao thì mình thấy là tại vì ở đem bao nó nói là cái gì, ai cái gì không phải là sông Đà gì đó, em nhớ cái câu đó đó, em nghe có lần à. Thì em nghĩ 100% là hướng về đất nước, tại vì với cái tình trạng Covid hiện nay em nghĩ là sẽ ra đất nước. Đất nước à, em cơ sở mà tất cả bài nào em cũng chưa học á thì em nghĩ là đạp Việt Bắc, tại Việt Bắc em thấy dễ mà dù chưa học và chưa nào. Vậy là do chưa học đó. Dạ do chưa học. Mà sao mình chưa học mà mình tự tin đi thi đấy? Mình nằm đây anh, mình còn gì phải học nữa anh, nằm đây hết rồi. Nằm đây hết luôn anh. Dạ, nằm đây hết rồi. Nhưng mà mình văn đi không học, không hỏi thì sao mình nằm vô đầu được. Vì bắt về thơ đúng không? Ớt là văn thì mình học cả đời mà anh. Nên thì nên sau khi em có thể học được. Ờ vậy hả? Dạ. Rồi, ok, cảm ơn em. Dạ. Dạ ra đất nước anh. Nhà tại đất nước hợp lắm, hợp nhất với tình hình Covid của Việt Nam hiện tại. Dạ em chỉ xem có cái đoạn đó thôi chứ em không có xem mấy cái. Dạ có. Dạ em nghĩ là ra về cũng ra về đất nước. Dạ. Thầy đọc vô đi. 2502 Bùi Hiếu Toàn. 2504 Nguyễn Công Toàn. 2505 đoạn đề gì vậy? Thế Toàn. Em đoán hắn có dùng 3 bài thơ lên hình hết. 2506 Tuyên Kiều Thu Trang. 2505 76 Châu Vũ Hoàng Thi, Bùi Quang Tiến, 58 Lê, 47 Hải. Đây.